Lionel Messi khiến hàng triệu người Argentina lo lắng. Phút 72 trong trận đấu giữa PSG và Maccabi Haifa, khi tỷ số đang là 6-2, Lionel Messi đã thoải mái thực hiện một tình huống đi bóng kỹ thuật. Sau đó, anh bị cầu thủ đối phương phạm lỗi từ phía sau. Số 30 sau đó bỏ bóng và ngồi xuống sân. Tình huống này khiến người hâm mộ Argentina lo lắng bởi vòng chung kết World Cup 2022 đang đến rất gần. Messi nhăn nhó và ngồi xuống buộc dây giày. Cầu thủ 35 tuổi vẫn ở trên sân trong suốt thời gian còn lại của trận đấu. Trên mạng xã hội, nhiều cổ động viên không hài lòng khi Messi bị đau nhưng vẫn chơi hết trận. Nhiều ý kiến cho rằng khi tỷ số đã là 6-2, cầu thủ sinh năm 1987 cần được rút ra khỏi sân, qua đó đề phòng những chấn thương. Những cầu thủ như Paul Pogba, N'Golo Kanté và Diogo Jota đã bị loại khỏi World Cup vì chấn thương. Và việc người hâm mộ Argentina lo lắng cho Messi cũng là điều dễ hiểu. Đá 24 giờ, sống trên đường pitch.